mỗi năm một lần thì Lan lại tìm đến nơi đây nhờ BB Thanh Mai để gìn giữ nhan sắc của mình. Chị Thanh Mai có thể nói là một đại diện tiêu biểu của một người phụ nữ nhan sắc, tài năng và luôn luôn chuyên nghiệp và cực kỳ chu đáo. Bác sĩ Thai là một trong những bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ hàng đầu của thế giới, Lan cực kỳ tin tưởng. Các bạn nhân viên ai cũng nhiệt tình, dễ thương và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Lan. Phục vụ khách hàng thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và chu đáo, giống như bà chủ của mình. Hệ thống máy móc rất tiên tiến và hiện đại. Trái. Đôi mắt cũng hầu như không còn nhăn nữa, nếp nhăn giảm hẳn. Rồi là cái khuôn mặt nửa mặt bên phải cũng thon gọn hơn rất là nhiều so với nửa mặt mà mình chưa can thiệp. Lúc mới làm thì chỉ khoảng độ 10-20% hiệu quả thôi. Và theo thời gian 1-2-3 tháng sau và nhất là 6 tháng sau thì mình sẽ thấy hiệu quả 100%. Không đau, không xâm lấn, tốn rất ít thời gian, chỉ cần làm một lần thôi mà hiệu quả lâu dài. Lan rất là thích liệu trình này và làm đến lần thứ 3, mà Lan nghĩ rằng sẽ còn làm nhiều lần nữa. Bản thân Lan không những là sử dụng này, giới thiệu cho bạn bè, mà ngay cả với mẹ của Lan, Lan cũng sẽ tặng mẹ một liệu trình gọi là gì nhỉ? Quay trở lại tuổi thanh xuân của mình.